hello xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nha đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị à, ok thì không làm mất thời gian của quý anh chị nhà đầu tư nữa mình làm cho quý anh chị nhà đầu tư một cái video nhanh à, thì đầu tiên thì anh chị nhà đầu tư nhớ like cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim cũng như là tương tác giúp mình nha anh chị À, anh chị nhà đầu tư nào tham gia vào room vip tham gia vào room khách hàng đồng hành cùng với em lâm để em lâm có thể cập nhật chia sẻ cũng như là đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư ở trong giai đoạn sắp tới thì anh chị nhà đầu tư nhớ liên hệ à, ngay cho em lâm nha anh chị tại vì cơ hội à, của thị trường ở trong giai đoạn này nó không có nhiều đâu à, nếu như chúng ta tới sâu thì chúng ta sẽ rất là khó à, cũng như anh chị nhà đầu tư nào chưa tham gia vào room mở thì có một cái đường link bên dưới hiện tại thì mình cũng đang chiêu mộ thêm những nhân tài à, về chứng khoán những bạn trẻ nào mà có cái ước mơ à, đam mê về chứng khoán thì có thể là tham gia theo mình để mình có thể hướng dẫn cho các bạn trở thành những ngôi sao về chứng khoán. À, ok thì bây giờ đi thẳng vào câu chuyện của thị trường luôn nha anh chị. À, thì chúng ta có gì ở phiên giao dịch hôm nay? À, thì chắc là cái vấn đề cái nền kinh tế của Trung Quốc anh chị. Ở thời điểm hiện tại thì chắc hôm nay tối hôm nay thì mình sẽ cập nhật và nói cho quý anh chị nhà đầu tư. Còn hiện tại thì mình chỉ phân tích ngắn hạn về cái mặt của thị trường nè, à, cho quý anh chị nhà đầu tư có một góc nhìn nha anh chị về chỉ số index ở đây. À, đầu tiên thì mình sẽ phân tích về cái chỉ số index trước nha anh chị. À, thì anh chị nhà tư nhớ vào cái giai đoạn này, à, cái lúc mà thị trường nó có cái nến đỏ ở đây anh chị, thì đâu đó cũng rơi vào tầm tầm cỡ chiều một tí đúng không? thì ở đây mình có quý anh chị nhà tư là à, sáng hôm nay thì mình có vẽ cho quý anh chị nhà đầu tư là tầm cỡ 10 giờ, 20, à, 10 giờ 20, một cái mô hình giá anh chị, một cái mô hình giá 10 giờ 20, anh chị nhìn vào đây anh chị nhà đầu tư sẽ thấy, à, một 10 giờ 20 thì mình có nói anh chị nhậu tư là khi nó lên tới đây đúng không anh chị nó điều chỉnh xuống thì lúc này nó điều chỉnh xuống dưới đây rồi. Thì ở phía dưới này nó có khách sạn anh chị. Thì nếu như mà nó giữ được uh, 1090 anh chị, 1092 đúng không? 1092, 1093 này, nó giữ được vùng giá khách sạn này thì khả năng thị trường sẽ có một cái nhịp hồi lên. Thì uh, nó về chưa tới anh chị, nó test lại bên dưới này nhưng nó về chưa tới, sau đó nó lại quay trở lại và đi lên thì nó khá giống như cái uh, mũi tên mình đưa ra cho quý anh chị nhậu tư đúng không chị mũi tên mình đưa ra cho quý anh chị nhà tư nói chung là mình đều phân tích trước cho quý anh chị nhà tư để chuẩn bị trước xu hướng hết đó. chuẩn bị trước xu hướng và cái cách giao dịch của anh chị nhà tư ok thì bây giờ nó test xuống ta đi lên trở lại được thì cái khả năng của nó có thể nó đánh vượt lên nếu như đẹp nhất thì đối với mình ở trong về cái bắt ngắn hạn này thì thị trường nó phải nằm được ở trên khu vực là 106 nha anh chị phải nằm được trên 106 thì chúng ta mới an tâm nắm giữ được À, lúc đó thì chúng ta an tâm hơn một xíu được còn lại nó nằm ở dưới thì thị trường nó vẫn đang khá là lơ lửng và thật chất là hôm nay nó phá lên 1.100 điểm thì 1.100 điểm không phải là cái vùng cản nha anh chị nó chạy lên chạy xuống mấy hôm nay hôm nay nó có ăn thua gì đâu nó đâu phản ứng nhiều tới cái vùng giá này thì 1.100 điểm này em Lâm đánh giá là nó không có cái phải là cái cạn mà nó là 1, 106 và nó phải nằm trên 1, 106 107 thì lúc đó chúng ta sẽ an tâm hơn à, và nó lên càng nhanh càng tốt thì nó tạo thành mô hình chữ V còn nó lên từ 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 thì rất là khó Đúng không chị rất là khó. À, mà nó muốn lên được anh chị thì nó phải phụ thuộc vào những cái nhóm cổ phiếu chính, đặc biệt là cái nhóm chứng khoán thì hôm nay anh chị nhà tư thấy là ví dụ như Nam Kim NKG à, bắt đầu nó vượt đỉnh đi lên, BC1 cũng vượt đỉnh đi lên. Có một cái điều rất là hay ở trong cái thời điểm hiện tại là rất rất nhiều cổ phiếu bắt đầu là sao gì phá đỉnh từ 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 đi lên. Anh chị thấy một cái hay không anh chị? Có thể chúng ta sợ nhưng mà trong cái giai đoạn này bắt đầu có một số mảng cổ phiếu nó cứ rách đỉnh nó đi lên gì, nó không không ngán ngẩm gì con nào hết nó cứ rách định nó đi lên chỉnh là nó rách định nó đi lên chỉnh là rách định nó đi lên nó không có sợ anh gì thì bây giờ chúng ta thấy là thị trường của chúng ta là là thị trường này nó mạnh nữa chứ Tôi chủ yếu tập trung vào cổ phiếu đứng ra cổ phiếu nó mạnh anh chị nó không ngán ngẩm gì hết nó cứ từ từ lù lù đi lên nó không ảnh hưởng nhiều thì chúng ta phải lựa chọn được những cái mạng cổ phiếu như thế này để chúng ta giao dịch nhiệm vụ của chúng ta là gì trong cái thị trường này là chúng ta phải tìm được những cái bạn cổ phiếu tốt để chúng ta giao dịch còn lại thì có thể là thị trường nó sập sệ nó điều chỉnh nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cái cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại đúng không ok thì hôm nay hag thì nó chưa về cái vùng giá mà mình chờ thì nó về tới đây cả nó bật đi lên rồi chị nó mà chiếc khấu về tới đây bắt là ngon nhất ăn ngon nhất mình cũng chờ bắt nhưng mà nó không về tới nơi thì thôi nó quay quay trở lại rồi quay trở lại ita chưa tới cái vùng giá nên mình bắt này. chờ canh bắt không tới thì thôi bỏ kiếm những bạn phiếu khác thôi rồi những cái mã cổ phiếu như dg rồi dg mấy mã này nói ngoài rồi mấy con này nó chỉ cần rách được mô hình tam giác thì thị trường của mình nó sẽ lên mặt nói chung là mấy con này nó sẽ quyết định tới cái thành bại của thị trường của mình trong giai đoạn sắp tới ngay cả sale rồi chẳng hạn nó sẽ quyết định được cái thắng thua của thị trường trong giai đoạn tới những mã cổ phiếu này những mô hình giá này là những mô hình quyết định cho xu hướng thị trường nếu như thị trường của chúng ta ổn bùng nổ đi lên thì mấy con này nó sẽ kéo thị trường ví dụ ssi vnd đó. Chẳng hạn mấy con này nó sẽ quyết định xu hướng à, Thì cái nhóm chứng khoán Thì tới cái ngày 15 này anh chị, Thì cái hệ thống nó sẽ à, Tới cái ngày đó là ngày chốt hệ thống Thì nhà đầu tư thì họ sợ Nói chung là tới cái ngày đó Thì nhà đầu tư họ sợ Thì mình đã nói với anh chị nhà đầu tư rồi Khi anh chị nhà đầu tư vô cái giai đoạn này Anh chị phải có những cái điểm thoát tránh cái trường hợp là khi nó không được Thì nhà đầu tư cá nhân bắt đầu tháo chạy Thì lúc đó anh chị nhà đầu tư cũng phải canh bán Bớt hàng ra À, tránh cái trường hợp lại giảm đạp lên nhau anh chị. À, thì anh chị nhà đầu tư phải như thế nào? Anh chị nhà đầu tư phải có những cái điểm thoát. Ví dụ đi về cái mặt ngắn hạn đây hầu như những cái nhóm ngành này nó đều siết một cái nền giá như thế này hết rồi. Ví dụ VCI chẳng hạn nó siết một cái nền giá, VND nó siết một cái nền giá, Đó, nó siết hết một cái nền giá như thế này rồi. Thì khi nó biến động hai chiều anh chị nó phá kênh trên hoặc phá kênh dưới nó đều diễn ra rất là mạnh. Nó đều diễn ra rất là mạnh. Khi nó phá kênh dưới thì bắt buộc anh chị nhà đầu tư phải hạ bớt tỷ trọng. Còn khi nó phá kênh trên thì anh chị nhồi tỷ lệ margin vào ví dụ như sh à, chẳng hạn mấy con à, chứng khoán thì bây giờ nó tích lũy rất là chặt chẽ rồi à, về biến động về mặt ngắn hạn chỉ cần nó có đi lên hoặc đi xuống thôi nó sẽ rất là mạnh rồi à, à, những con như shs chẳng hạn nó đang tích lũy rất là mạnh mẽ rồi nha anh chị mbs chẳng hạn nó tích lũy rất là mạnh mẽ rồi à, thì bây giờ à, tại sao mình đi qua mình nói về cái câu chuyện ở trong cái thời điểm này thì để cho quý anh chị nhà tư hình dung ra được là gì à, chúng ta giao dịch á, thứ nhất nó có cái lợi thế là gì hàng chúng ta ở trong cái danh mục có sẵn rồi là chúng ta có thể bán nó bất cứ lúc nào mà khi mà thị trường hoặc là cổ phiếu nó diễn biến xấu thứ hai nữa là gì thứ hai nữa chúng ta phải chuẩn bị một kịch bản để khi thị trường nó không đáp ứng đủ cái cái nhu cầu và cũng như là nó mất đi sự kỳ vọng của nhà đầu tư thì nhà đầu tư bắt đầu bán tháo thì chúng ta cũng phải nhảy ra anh chị hình dung này chúng ta phải chuẩn bị cho cái kế hoạch này chứ không tránh trường hợp là khi nó không lên được nó xuống cả là anh chị nhà đầu tư phải gồng lỗ mà chúng ta phải nhảy nhanh nhất có thể trong những cái thời điểm như thế này là những cái giai đoạn mà chúng ta đã xây dựng danh mục xây dựng kịch bản đó tôi đâu sợ nữa anh chị thì bây giờ nó đang tích lũy đi ngang nó phá đáy thì chúng ta thoát còn nó phá đỉnh thì chúng ta nhồi thêm nó dạy đơn giản như thế thôi trong giai đoạn này đơn giản vậy thôi đừng suy nghĩ nhiều mà chúng ta phải tin tưởng vào những cái công cụ của chúng ta tập trung đánh giá một công cụ ví dụ anh chị nhà tư chiều hôm nay like tiktok mọi người có nói về con vnd này liên quan về trung nam mình nói bây giờ ví dụ liên quan về trung nam á, thì chúng ta cứ nhìn về cái thông tin đó chúng ta sẽ đánh không được chúng ta phải tin vào cái để vấn đề phân tích bây giờ nó phá đáy thì anh chị nhau tư thoát tại vì phá đáy nó sẽ lao xuống rất mạnh còn nó phá đỉnh thì anh chị phải nhồi thêm nếu như có hàng thì mình chân trong chân ngoài để chúng ta đánh một cách nó điều nghệ như vậy thì chúng ta mới có lợi nhuận được còn bây giờ anh chị nhau tư nhìn vào mấy cái vấn đề kia thì thôi anh chị đứng ngoài thế thôi phân tích theo cái vấn đề kia thì anh chị đứng ngoài đừng giao dịch và anh chị nhau tư đã quát quyết định giao dịch thì chúng ta phải có những cái điểm thoát những cái điểm cần thiết để chúng ta bay ra khỏi thị trường bay ra khỏi cổ phiếu nghĩ một cách đơn giản chúng ta sẽ có một sự hành động rất là đơn giản và chúng ta sẽ có một kết quả tương đối tốt chúng ta nghĩ phức tạp lên cái là chúng ta sẽ khó sẽ giải quyết ở trong giai đoạn này lắm quần tới quần lui hôm nay nhiều người ôm hàng sọt xuống đó, từ tử ôm bom từ tử sọt xuống sọt xuống thì dính trưởng thôi chứ nói gì ở thị trường nó có gì đâu thị trường này nó không tăng mạnh thì thôi chứ từ khi mà trường hợp gì đặc biệt nó xảy ra ví dụ như là thông tin gì đó là cực kỳ cực kỳ xấu nó xảy ra còn lại thì mình nghĩ là thị trường nước ngoài nó bán rồng rồi nó cũng sẽ chán lên nó bán càng nhiều càng tốt nó bán hết hàng thôi nó bán hết hàng nghỉ nghỉ bán thôi chúng ta phải phải bình tĩnh ở trong những cái pha như này đó. em nghĩ là những cái thời điểm như này là những cái thời điểm mà anh chị gom hàng nắm giữ được rồi nắm giữ về mặt trung và dài hạn nhé đánh về mặt trung và dài hạn là canh thị trường nó đạp xuống mua vào tích lũy quanh khu vực một nghìn là được mua dần mua dần mua dần vô được một số cổ phiếu ngân hàng rồi đó về hỗ trợ tháng hỗ trợ tuần là mua được cái quan điểm của mình như vậy thôi mà bây giờ mình chia sẻ rất nhiều rồi chắc là tối hôm nay live stream thì mình nói tiếp Nguyên anh chị đầu tư của mình nói sơ qua thế thôi để cho chấn ngang câu chuyện là anh chị đầu tư rồi đồn đoán về câu chuyện hệ thống carroid đồn đoán về hệ thống CRX, nó không thực hiện được đó thì mình phải giải thích chia sẻ cho quý chị nhà tư vậy thì cho anh chị nhà tư có một góc nhìn đúng đắn hơn. Còn ai sọt thì hô xuống thì cứ sọt lên, ai hô lên thì cứ sọt lên thôi. Có gì đâu. Ai mạnh mẽ thì long lên còn ai mà mà, mà sợ thì sọt xuống thôi chứ có gì đâu. Đơn giản, dễ kiếm tiền. Còn chúng ta là những người đầu tư thông minh chúng ta phải có những cái kịch bản cũng như có những cái điểm thoát cho riêng cá nhân chúng ta và phải tin tưởng vào những cái công cụ tin tưởng vào những người dẫn dắt đi cùng với anh chị đầu tư khi nào cần thiết chúng ta ao ra khỏi thị trường nghỉ tết thế thôi còn bây giờ chúng ta nhảy nhót nhiều chúng ta mua bán nhiều thì cuối cùng khi thị trường chỉnh hàng của chúng ta mới về chưa về thì chúng ta sẽ bị kẹp hàng và cuối năm anh chị đầu tư sẽ có một tết rất là buồn thì quyết định của thành bại trong giai đoạn này của thị trường đó là cái nhóm chứng khoán chỉ có chứng khoán tăng thì nó mới tạo hiệu ứng lan tỏa cho thị trường được trong thời điểm này thép thì nó cũng đã lên rồi, Nam Kim, Hoa Sen thì hôm nay nó cũng đã 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 đã, đã, đã tăng rồi, tăng hết rồi. Còn lại cái nhóm cổ phiếu uh, chứng khoán nữa thôi, sivnd VND. Uh, những cái động lực cho thị trường của mình trong giai đoạn sắp tới. Cố gắng bình tĩnh tự tin. Em Lâm sẽ là luôn là đồng hành, động viên cũng như là an ủi uh, chia sẻ những cái niềm vui trong cuộc sống với anh chị nhóm tư nha anh chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Uh, cố gắng nha anh chị. Tập trung vào tín dụng sẽ bơm ra và cái câu chuyện thanh khoản thị trường nó sẽ được cải thiện Khi mọi thứ nó sẽ có cái phần ổn định hơn à, Dòng tiền đứng ngoài rất nhiều nha anh chị à, Cố gắng theo dõi cho em Vùng giá hỗ trợ à, sâu của thị trường Hiện tại là 1080 080 à, Hỗ trợ à, tốt hơn tí nữa Đó là 1092 092 à, Ở phía trên tí nữa đó là 1092 Đó là cái góc nhìn quan điểm của mình Từ từ bình tĩnh Anh chị nhà đầu tư nào chưa có cái lối đi riêng Anh chị nhà đầu tư nào chưa có cái cách giao dịch tốt Thì có thể liên hệ với em Em sẽ... Hỗ trợ động viên đồng hành cùng quý chị nhà tư trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Rất mong được sự ủng hộ và đồng hành cùng quý chị nhà tư. chưa thì liên hệ ngay với em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người gặt hái thật nhiều thành công và may mắn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.